Bữa nay đừng có hòng cấm tôi nữa, tôi phải xuống suối thôi để tôi review sản phẩm của chị Linh Trang. Trời ơi, hai tới suối rồi. Phải nước suối này mình lấy mình rửa mặt gội đầu rồi nó mới đã. Chứ nước ở nhà bơm thì chứ không bằng. Cái chai này không phải là của chị Linh Trang nha. Chai này là của chị Bảo Trân gửi trong cạp. Bây giờ mình khui dầu gội đầu trước đi. Trời ơi, cái này nó có cái bịch luôn nè. Nó có cái hộp. Trời ơi, cái hộp rất là đẹp luôn. Cái này ngày 8 tháng 3 qua rồi hen, chứ không thôi là mấy anh mấy chú đặt cái này, mua cái này cho bà xã hay cho người yêu là có cái hộp, cái hộp rất là đẹp luôn. Nhìn là biết hàng chất lượng hen. Có lý quá. Đây là sản phẩm của chị Linh Trang, chị ấy bán online mà chị nói là chất lượng rất là tốt. Nghe nói tóc của mẹ nhiễm lâu không được rồi. Anyhow you feeling good, you know how to design. Cái này là chị Linh Trang nói với mẹ Nhiếm là một phần là gửi tặng cho mẹ Nhiếm, thì mẹ Nhiếm không có dầu gội đầu ở đây, gọi toàn xà bông cục không, thì chị ấy hâm mộ nhà Nhiếm chị gửi. Một phần nữa là chị Linh Trang nói là nếu mà mẹ Nhiếm sử dụng mà thấy tốt quá thì có thể giới thiệu cho khán giả nhà mình, rồi khi khán giả nhà mình đặt mua thì sẽ chia cho mẹ Nhiếm 100%. Nhưng mà mẹ Nhiếm nói chị Linh Trang là do mẹ Nhiếm không có ở Việt Nam, tài khoản hay là tiền bạc mẹ Nhiếm không có chỉnh chu được, cho nên là bây giờ mẹ Nhiếm sẽ chị nhận rồi mẹ Nhiếm gọi, mẹ Nhiếm thấy ok, thấy tốt, thấy dở gì đó mẹ Nhiếm sẽ review y như vậy luôn. Xong rồi mẹ Nhiếm để địa chỉ số điện thoại của chị Linh Trang ở trên màn hình của cái video của mình, cũng như là đường link ở bên dưới video ha, và ở phía cuối video mẹ Nhiếm cũng có để luôn, thì khán giả nhà mình cảm thấy muốn thử thì có thể mua, tin tưởng thì có thể mua ủng hộ chị Linh Trang hen. Cái chai này là chai chai dầu gội lia của chị Bảo Trân gửi ông Cạp. Ông Cạp kiểu như ông sợ sản phẩm mới không biết có hợp với ông không. Cho nên ông đem for theo. Men. This one for men. Yeah. À. For cup. Đem rai men. Yeah. Ok, cậu nói là cái sản phẩm này là cho đàn ông. Trời ơi, mày nhìn okay, tưởng là cũng right for men, yeah. No. Okay, Kenry men. Kenry. Okay. The rai Kenry men. But that man, yeah, sure, it's for men because the. Okay. Anti dandruff. What is dandruff? Dandruff is that white animal, white hair. Okay. You know that white okay. Sign for hair. Yeah, trị gào gào. Đây là dầu gội trị gào dành cho đàn ông. Mà anh test me see. Anyone can say men you test, can say women me test. So let's say the ones consignment. Cái này có hai tiếp cho đàn ông, nhưng mà mẹ Nhiếm sẽ kêu ông thử một tiếp thì nó giống nhau. Cái nào của đàn ông thì ông Cạp sẽ thử, mẹ Nhiếm sẽ quay. Maybe this one you need to watch face often. Yeah, I think it's okay. Cái này là nguyên một bộ sản phẩm chăm sóc cơ thể luôn, từ đầu tới ngón tay ngón chân luôn. Thành ra là nhà mình có thể đặt chị Linh Trang gửi cho mình nguyên bộ sản phẩm như thế này. Giá thì mẹ Nhiếm không biết, khi nào mà nhà mình liên hệ chị Linh Trang báo giá cho nhà mình. What is it? Vitamin C. It's for face, I think. Collagen complete. Poor bland collagen. Hair, for hair. See, they're right there. There. Creatine hair. See? And shine, creatine, vibrant hair. For hair. Maybe for woman. This for woman. Maybe the person no get hair. You. Then we because creatine hair. Creatine hair is making hair. Making hair. Cái này vibrant. Là cái này chắc là để mọc tóc, chống rụng tóc rồi nè. Mình nhìn thấy viết tiếng Anh như vậy. Cái này là bộ sản phẩm nhập luôn, thành ra là toàn tiếng Anh thôi. Thì bây giờ mình thử cái của đàn ông trước đi. Mọc tóc là mình nhìn sẽ thử, thì tóc mình nhìn rụng dữ lắm rồi, gọi ba sao bông cục quá. Bây giờ ông sẽ chọn ra cái sản phẩm nào của đàn ông, rồi ông sẽ xài, còn lát nữa sẽ tới mẹ Nhiếm sản phẩm của phụ nữ. Collagen sample. Plant extract. No collagen. Cái này là cầu dầu gội. Smooth. Rice. And this one, you for
Make the hair be soft. Make the hair be soft. Đây là dầu gọi là mềm mượt. Mẹ nhím dịch được. Dầu gọi là mềm mượt chăm sóc tóc. Application for best result. Use with shampoo. After shampoo, massage an amount of conditioner through hair from roots. From down. Yes, I know. Then leave for about 2.5 minutes. Wash hair truly. Wash hair truly. I know. After you wash hair finish, you use this one, add the oil. Massage your hair 2.5 minutes to 3 minutes. Wash it out. This one, the oil, to make the hair be soft. Cái này là dầu xả, chứ không phải là dầu gội. Dầu xả, sau khi mình gội đầu xong, thì mình lấy cái dầu này mình xức lên, rồi mình massage tóc trong vòng 2-3 phút, mình xả lại sẽ tóc mềm mượt. Một lát nữa ông cạp ông gọi xong rồi ông xả thử coi nó có mềm mượt hay không, mình biết liền. Mẹ Nhím không biết cái này có phải là dầu gọi hay dầu xả luôn. Apply with hair massage into the lock and in the mind of talking. This one is wash. After you wash, you use this one. After you wash, you use this one. Use the oil to massage. Oh yeah, let me keep you. Right. Bây giờ để ông vô ông gọi để mình coi coi sao. What if it hits both of you? It will charge while you are playing. This one is good for someone. I don't know. Giờ để mình khui cái này có phải là sữa tắm hay không, đặng tắm luôn nè. Cái này chị Linh Trang gói rất là cẩn thận luôn, đóng gói đi đường xa mà chị gắn mấy cái xốp, mút xốp này vô, thành ra là qua tới bên này nó không hề hấn gì luôn. Thì mình nghĩ là nếu mà chị Linh Trang ship hàng cho mình, nhà mình ở nội địa Việt Nam thì quá ok. I think it's the same thing with one of these. We have read something like this. Rye and smooth. The same thing with this one. Okay. Yeah, đem rye Việt Nam here. Okay. Cái này có nhãn Việt Nam luôn. Để mình nhím đọc coi. Chop. Màu trầu, mát mát. Cách dùng cho lượng dầu xả vào tay xoa đều tóc với nước. Kết hợp dầu gội để cái hiệu quả tốt nên với nước sạch nên kết hợp dầu gội. Okay. This one is the cream after wash hair. After wash hair, you this one is shampoo. Mai si. Cái này là dầu gội đặc trị gào dưỡng sinh. Làm tóc ướt lấy lượng dầu, xả nước sạch kết hợp dầu để hiệu quả tốt hơn. Ok. Cái này là cái sản phẩm bự của cái tiếp nhỏ đó đó. Ví dụ như mình muốn đặt cái tiếp nhỏ mình dùng thử, xong rồi ok quá mình mua sản phẩm bự luôn, hay là mua sản phẩm bự tặng tiếp nhỏ gì đó. Thì cái này nhà mình liên hệ chị Linh Trang hen, chị Linh Trang sẽ tư vấn kỹ nhà mình hơn. Bây giờ this one, you choose. Don't use that small one, use this one to wash your hair. Bây giờ ông cạp sẽ thử trước, ông sẽ gội đầu bằng cái đó, bằng cái dầu gội, xong ông xả bằng dầu xả luôn. And you will shower that. Ai, sasa still inside car. Okay. Lấy bảm ra, mu dog. Somebody will come to Alibaba my wife, that I will be himself, so very good fight for them. Giờ ông sẽ thử dầu gội trước. Với cái mái tóc của ông cạp mà gội mà có hiệu quả là nhà mình cứ yên tâm, tự tin. Một lát nữa mình sẽ gội tóc mình dính sao. Ôi ôi. Yes, that's one. Dầu gội trước. Chú đúng quen vô comment and you with that đi. Coi kìa, có quê ghê không. Rồi, hen. Rồi, giờ để ba cha con nhà nó làm trước đi. Đó. Chú mệt. Rồi. You wash your hair, don't enter water now. Wash your hair first. Don't enter water, wash it outside first. I think you need more, anh. Yeah, no. Bây giờ ba cha con nhà nó thử trước. And how the smell be, do? The smell very, is... Very sweet smell. Jesus! Thôi nó thơm dã man luôn. Chưa biết về chất lượng lâu dài thế nào, chứ mẹ nhím thấy trước mắt là mùi rất là thơm luôn. Trời ơi, ông báo giờ ông gọi luôn cái mặt luôn kìa. Thử ôi trời. Wow, very good smell, man.
You need more water. Oh. Hey, even me, I hear smell now here. Smell my hand. Oh, hi, 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 smell my hand now. Go and shower yourself. Cái đầu ông Cạp gọi là phải nước xả như thế này nè. Giờ ông gọi một nước trước đi, nó không có ra bọt đâu. Ông xả xong ông gọi hai ba nước vậy đó. Cho nên mỗi lần ông đi rừng là ông xuống suối ông gọi. Còn nếu không về nhà là mày nhím phải gọi cho ông. Hả? Go. Go. But they want to leave the smell. How far? How far? Very, very, very sweet, right? Again, you watch you, you have very deep taste. Ông nói là gọi thấy nó êm lắm, thơm lắm. Một lát nữa mày nhím gọi tóc mày nhím là mày sẽ review kỹ với nhà mình. Nhưng mà tóc của ổng mà nếu mà ra kết quả tốt thì nhà mình cứ yên tâm. My haircut. No, my hair is someone here. Maybe we have. Ông nói một bài ông gọi hết chai luôn. Are you sure no me work for you? Do coi cái video. How do you feel? Don't go back before you get your clothes. Hi! Yeah? This is so gross. You see how my hair gets? Yeah, you love it, ba. See how my hair gets like this? Yeah. Oh! Wait, where's the cream? Look at the cream there. I love the soap, man. Có lẽ là mì nhím gọi xong rồi mì nhím mới review, nhưng mà cái dầu gọi này nó rất là thơm, rất là mềm mượt, cho nên là mì nhím là mì nhím review trước luôn. Giờ mì nhím đang massage dầu xả nè, nó cực kỳ, nó giống như là có dầu luôn á, nhưng mà không biết là mình xả ra nó còn mượt hay không. And how far after you remove the cream? That is I love it, man. Wow. I enjoy my hair now, you know, I feel very smooth, sir.
Oi, oi. Oi, oi, nó mềm. Wow, this is a very good cream. Yeah? Very good cream. Ông là ông thấy ngon rồi đó. Jesus. Yo, if you want, you can shower there. Oh, no more. Cái đầu mình từ sáng giờ chưa chảy. Từ sáng giờ đi lăn nhăn chưa chảy, mà giờ gọi là tự nó thẳng hơn. Tự nó chuông xuống luôn nè. Trời ơi, nó như là mình đổ dầu chưa thế gì đó. Nó làm hợp luôn. Thôi. Trời ơi, nó đã. Ok. Bây giờ mình nhím xả xong rồi nè. Trời ơi, nó mềm mượt giống như là mình xúc dầu vậy đó. Mình nhím không biết cái loại tóc của mấy chị ở Việt Nam là như thế nào, nhưng mà tóc của mình nhím là nay nữa là 7 năm chưa từng được chăm sóc, chưa từng gọi xả gì hết, chỉ toàn là xài xà bông cục thôi. Cho nên nó rất là khô, nó rụng. Rồi hồi nhỏ là mẹ nhím bị gào nữa. Cho nên là khi mà mẹ nhím gọi bằng cái dầu gọi của chị Linh Trang á, thấy nó khác hẳn luôn. Thì nếu mà nhà mình có hứng thú thì nhà mình có thể đặt dùng thử. Đây là dầu gọi collagen tự nhiên. Nhưng mà cái mùi của nó không tự nhiên chút nào đâu, cái mùi nó cực kỳ thơm luôn á. Không biết là lúc nó khô thì nó còn thơm như vậy không hen. Nhưng mà trước mắt là mẹ nhím thấy là cái dầu gọi này là nếu mà mẹ nhím ở Việt Nam thì mẹ nhím sẽ liên hệ để đặt mua thử. Giá cả thế nào mẹ nhím không biết hen. Thì mình thử liên hệ chị Linh Trang, mẹ nhím để số điện thoại dưới màn hình này, cũng như là để cái đường link chi tiết này kia ở bên dưới video hen. Thì mình có thể click vô. Cái sản phẩm này chị Linh Trang tặng cho mẹ nhím nha, chứ không có phải là marketing gì hết hen. Chờ lấy dầu gội đầu tắm. Ôi ơi, quê. Cái này là 3-in-1 dầu gội đầu, sữa tắm. Đó, cái này là ai á, để mình nhím dạy dân cách sử dụng. Để vô tay một miếng. Xong rồi tắm cơ thể. Do go and rinse yourself so that shower with that. Cái này là giống như những cái tiếp này là những cái tiếp dùng thử gì đó. Mình thấy êm là mình mới mua. Rồi bây giờ ổng sẽ thử cái sữa tắm 3-in-1, vừa tắm vừa gội. Cái này là mua cho mấy ông là ok luôn. Như ông Cạp vậy nè, ổng lười lắm, miễn mà có một chai mà 3-in-1 luôn là ổng mê lắm, bỏ túi thôi. And this one you can use what's here sau to get everything. It's good for men because men know. I've read it. Wait, I think you should open it and remove something inside. Half knife. Phải mở ra bên trong có một cái miếng bạc. Rồi tắm cho đuôi. Đúng rồi đúng. Rồi ba cha con nhà nó thử. Cái này mình không có tắm ở đây được hen. Tại vì bắt đầu có đàn ông lại nè. Nói không, có người ngồi đây rồi đó. Thành ra là miếng sẽ không được tắm đâu. Rồi ba hôm nay tắm thôi. Nhưng mà về nhà mình nhím sẽ tắm. Cái này là của men, là của đàn ông. Ok. Good for the... Yeah. No, give me again. I'm coming better. I think half the one was fail. Giờ ông lấy ông rửa mặt. Do what? Huh? It smells very good, man. It smells very sweet. Yeah, yeah, you're sour yourself. Yourself or yourself? No, your body. Cool, you feel cool. Ông nói là cái này nó thơm mà nó mát nữa, tắm vô thấy nó mát lạnh luôn. Mình nghĩ là nó có bạc hà hay sao? Vậy là nó có bạc hà. Ông nói là ông tắm vô thấy nó mát. That means if the hot weather, you just shower one time, you don't cool. One time you go to sleep one time. Just like I want that drink. The smell very sweet, huh? Mình yêu đứng đây mà hỏi cái mùi ổng tắm thơm cực kỳ luôn. Vậy là mình nghĩ là cái xà bông tắm này mà tắm ban đêm á, vô ngủ là coi như là hết sảy luôn hen. Nằm kế bên là chịu hết nổi luôn. Mà nó lại mát nữa. Mùa này bên châu Phi nóng thấy bà luôn. Very sweet, huh? Wow.
Because quality, that's why she sent here. See, they cannot send something not quality. À, mẹ Nhiếm nghĩ là cái này với chất lượng cao dữ lắm, chị Linh Trang mới tự tin gửi cho mẹ Nhiếm. Ok à. Mẹ Nhiếm nghĩ là phải tự tin lắm, chị Linh Trang mới giới thiệu cho mẹ Nhiếm. Mẹ Nhiếm nói là em dùng thử nghe, có sao nói vậy nghe, dở là em chê dở nghe, mà nó không sao hết, cứ sử dụng. Thì cần là bà tự tin, cho nên là mới gửi cho mình xa xôi như vậy, ai mà bỏ công mà gửi không có chất lượng đúng không? Chị Linh Trang là gửi mà còn gửi phụ tiền cước nữa đó. Doodle, how you feel? The soap is sweet. Mike, I check if they have wash plate for you because me, I will not shower here. I have already wash plate with this one. Mike, check if another one is here or not. Để mình Nhiếm kiểm tra coi nó có sữa rửa mặt không. Cái mặt ổng mụn khủng khiếp luôn nha. Thì ông cà ổng nói là rất là tốt rồi. Phần mình Nhiếm thì về nhà mình Nhiếm mới tắm cho nó thoải mái. Còn ở đây mà giờ đàn ông bắt đầu xuất hiện rồi, giờ tắm mà mặc đồ hai ba lớp thì đâu có đã đúng không? Trời ơi anh ôi ơi, chị Nhung coi ổng làm tóc nè. Cái bằng look đẹp hả? Đẹp. Abi look đẹp lắm hả? Đẹp đẹp lắm, đẹp lắm. Hello, come on. I thank you so much for this. At least this one we know, it's not like the one after tying it, it is still scattered. This one will hold it once, you know. Thanks a lot, my boss. I don't know, you're supposed to do this thing for me a long time. Chị Nhung ơi, em tưởng đâu cái này là cái túi để bà kêu em bỏ hộp lô tô vô lắc em đi dắt sổ cái đít lại. Xong cái chị that nói với em. Xong cái chị Nhung nói với em, cái em mới cắt cái đít ra lấy chậu để hỏng tém tóc lên. And after wash hair, Thailand is very sweet you. Ổng nói là sau khi gọi xong á, thì ổng thấy là nó rất là mát, rất là mềm, rất là mịn. Rồi ổng đội thêm cái băng đô của chị Nhung nữa. Thành ra là quá đã luôn. Trời ơi, cái đầu ông út sau khi gọi xong nó chẻ ra mấy đường vậy nè. Anh, see your hair, chiao, mini rola, sa sa hair. That's it. It's good for the hair. That's why the hair stay one one. The hair you do. Soap. Đây là tại vì tóc nó mềm á, nó mềm á, nó mượt, nó mịn ghê luôn á. Rồi bây giờ nhà Nhiếm đi về, bữa nay xong nhiệm vụ. Good evening. Okay, anh. Yeah. Can you carry with our hand? This will cut off. Yes, no. Huh? Yes. Man. 1,000. Greet our car. Ok, bây giờ mẹ Nhiếm cái và ông là ông sẽ đội cái thùng này như thế này không rớt. Đi tới chiếc xe đậu đằng kia. No, you hand to cut so. Okay. Okay, mẹ Nhiếm là không được nhịn bằng tay luôn. Đội cái thùng này đi tới cho chiếc xe hơi. 1,000, nếu rớt là ông thua 1,000. Nghe người ta nói đi thi người mẫu là tập là người mẫu là đội cái cuốn vở lên đầu, hả, rớt là rớt, rớt cuốn vở là chưa đạt. Vậy là người châu Phi người nào ta cũng đi người mẫu được trơn. Cái gì cũng đội lên đầu được á. That's in our dance. Oh, that's in a butterfly. No, be dance, better dance. We dance the one. Hada. Hada. Mark them very well. No, you're my left. Oh. Shake your head. Yes. Ôi, ông đội bóng chạy luôn. Cái gì? Thứ gì hả? Ha! Anh Siam! Sasa! Idiot! Sasa! Ai! I be run again! Sasa!
So why him go home now and no stay me look at now? Ai đã coi, trời đã coi. Trời, dance, dance. Ôi, ôi. He want to jump go back to where he sit there. See him happy. Ôi, ôi. Tasa. You can look, I don't mean to come and catch you for house, yeah? For your house. Hey, I will kill you today. Okay. I fall in the fall. Na mami. You want mami? Oh, see daddy hap me too. See daddy hap lie long. Mai thời trong xa chúng thôi bữa nay tới số luôn. À bây giờ nhà nhiễm chuẩn bị đi đám tang ở nhà ông vua hen. Hẹn gặp nhà mình ở tập sau nha.